Hello hello, chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hiện tại thì Johnny đang đứng trước một chiếc Aston Martin DBX các bạn nha. Đây là Aston Martin DBX mẫu SUV của Aston Martin. Đó, các bạn nhìn này, đẹp chưa anh em? Cạnh tranh với Lamborghini Urus này, hay là Bentley Bentayga này. Đó, các bạn nhìn thấy ấn tượng chưa? Em này thì dùng động cơ V8 4.0 lít các bạn nhé, 542 mã lực giống như Bentayga V8 4.0 và nó yếu hơn một chút so với Lamborghini Urus. Điện thiết kế của em này thì cũng khá là đặc biệt các bạn ạ, và đặc biệt là chiếc này chủ nhân là nữ và được tùy chọn màu sơn, phải nói là rất ấn tượng các bạn nhé. Cái này thì anh em có thể gọi là màu cam master đi các bạn ạ, màu cam master sơn mờ đó các bạn. Đây các bạn nhìn này, sơn mờ này. Và chiếc này cũng có rất nhiều các tùy chọn, ví dụ như logo Aston Martin màu đen mờ các bạn này, và có rất nhiều các chi tiết carbon nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên ngoại thất của chiếc Aston Martin DBX này các bạn nhé. Cùng 5 tháng 11 thì Aston Martin sẽ ra mắt DBX 707 tại trường Việt Nam. Trên đây là một chiếc Aston Martin DBX phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cơ sở đó các bạn. Em này thì được trang bị rất nhiều các tùy chọn bổ sung các bạn nhé. Đây, carbon đầu tiên xuất hiện là chính ở trên hai cái khe thoát gió trên nắp capo này. Phía dưới nắp capo như mình giới thiệu là động cơ V8 4.0 lít tăng áp quen thuộc của gia đình nhà Volkswagen. Đây chúng ta có chiều ngang chéo của chiếc Aston Martin DBX này. Các bạn nhìn thấy ấn tượng không? 4 cửa thiết kế theo phong cách thể thao siêu SUV. Lưới tản nhiệt phía trước thì các bạn nhìn cái nhận ra ngay, đây là một chiếc Aston Martin. Cũng có camera trước trong hệ thống camera 360. Phía dưới thì có thêm một khe hút gió nữa anh em nhé. Và rất nhiều cảm biến ở phía trước. Cụm đèn gầm thì nó xuất hiện ở phía dưới các bạn kìa. Đèn pha thì vẫn thiết kế đặc trưng của nhà Aston Martin. Đây các bạn nhìn, cụm đèn pha này. Đó, đây là tổng thể phần đầu của chiếc Aston Martin DBX này. Vỏ mâm của em nó là kích thước bao nhiêu inch? Lốp là lốp P-Series, kích thước mâm là 22 inch các bạn nhá. Lốp 285/40 và sơn màu xám. Mâm này thiết kế khá đẹp. Đó, lần đầu tiên mình thấy một chiếc DBX được trang bị mâm này. Những chiếc khác mà mình đã gặp thì đều là mâm đa chấu, kể cả 707 anh em nhá. 707 thì được trang bị mâm lên đến 23 inch các bạn ạ. Cái phanh đĩa bên trong khá to, không đục lỗ, cùng phanh màu vàng đồng. Đây các bạn nhỉ, bộ mâm này thiết kế mình đánh giá được khoảng 95 điểm trên 10 điểm anh em nhé. Lốp là lốp Pigeri. Tiếp theo đây chúng ta có chi tiết mang cá và có ốp carbon qua này đó, ốp carbon. Và có một cái khe thoát gió ở đây. Hai bên thân thì cũng có một cái đường G chìm này các bạn này, vuốt ra phía sau. Tay nắm cửa của DBX thì được đặt ẩn các bạn nhá. Đó, khi bạn cầm chìa khóa trên tay các bạn ấn ở cái vị trí này thì nó sẽ bật ra. Chiếc này thì nội thất bên trong bọc da màu da bò các bạn ạ. Đây là tổng thể phần đuôi của chiếc DBX SUV thiết kế siêu đẹp này. Cụm đèn hậu nó sẽ có một cái dải LED nối liền hai bên lại với nhau. Và đây chính là cái chi tiết gồ nhô lên như một cái cánh lướt gió gắn cố định các bạn nhé. Em nó thì cũng sẽ có một cái cánh lướt gió xuất hiện ở phía trên này các bạn này. Đó, đẹp chưa? Đây là tổng thể phần đuôi. Cái cản sau thiết kế rất ấn tượng. 707 chiều nay ra mắt thì nó có cái cản thiết kế theo phong cách F1 luôn anh em ạ. Ống xả thì có cái chụp bên ngoài làm từ chất liệu carbon này, và các chi tiết bên dưới, cái đen này làm từ nhựa này, cái trên thì làm từ kim loại. Và cũng có rất nhiều các cảm biến ở phía sau các bạn nhé. Tất nhiên thì cũng sẽ có camera lùi trong hệ thống camera 360 độ rồi. Đây chính là cái phần đuôi, dòng chữ Aston Martin sơn màu đen, logo Aston Martin sơn màu đen. Và có một cái dải đèn LED chạy ngang luôn các bạn nhé. Phải nói là DBX thì nhiều người chê nó xấu, tuy nhiên theo như cảm nhận của mình thì em nó cũng rất là ấn tượng. Sự khác biệt so với những cái mẫu xe khác trong cùng cái phân khúc này. À đây, carbon nó xuất hiện ở đây nữa các bạn này. Gương chiếu ốp carbon, chân thì sơn nhựa màu đen. Đó, trên xe thì cũng sẽ có một cái thanh dây trên mái nằm ở trên nóc xe. Đó là tổng thể một vòng ngoại thất của chiếc Aston Martin DBX mẫu xe có giá bán khoảng hơn 20 tỷ tại trường Việt Nam. À, gần 20 tỷ tại trường Việt Nam các bạn nhé. Động cơ V8 4.0 lít 542 mã lực, anh em thì quan sát này. Phải nói là một chiếc SUV rất đẹp và rất ấn tượng của gia đình nhà Aston Martin các bạn nhé.